Rồi, xin chào anh chị cô bác nha. Rồi thì giờ mình sẽ bón số nha anh chị, bón số của ngày hôm nay nha anh chị, con tôm nha anh chị, ngày 26 tháng 3 nha. Rồi em sẽ qua cho anh chị mình xem nè, số 72. Rồi số 07, số 63, số 89, số 61. Rồi xuống dưới này nữa là số 43, số 58. Đó. Số 35 ngày 26 tháng 3 đây anh chị nha, tôm tôm nha. Đó. Đó, ngày chủ nhật ngày hôm nay. Rồi. 44 Thừa Thiên Huế là số 25. Rồi số 33. Rồi số tiếp tục dưới này là số 08. Rồi. Số 34, số 25, số 59, số 390, số 181, số 099. Đầu dưới đây đài Quế nha anh chị. Đó. Tôm 62, 107, 343. Đại Quế bữa nay chủ nhật luôn nha anh chị. Nó đại Quế luôn ngày 26 luôn nha anh chị. Tôm 0. Rồi. 242. 557. 39 tôm. 462. 617. 406. 615. 516. Tôm 0. 671. 970. Tôm 24. Tôm 26. Rồi nha anh chị. Rồi em quay vừa xong rồi đó. Rồi em để số tài khoản của em ngân hàng Agribank. Rồi số điện thoại 0968 674 712. Đó, anh chị nào có nhu cầu mua vé số điện Zalo các bạn như em nha anh chị. Đó. Zalo số điện thoại 0968 674 712 Viên Ngọc Tài 451220 5273 2226. Đó nha anh chị. Rồi, anh chị nào có nhu cầu mua số hãy liên hệ điện thoại các bạn như em nha anh chị. Rồi em chúc cho anh chị cô bác may mắn phát lộc phát tài nha anh chị. Cảm đại doa nhân qua đường. Đó, nhà em ở gần cây xăng vào Tân Tịnh nha anh chị đó. Đi quốc lộ 24B. Cây xăng vào Tịnh Đông. Cây xăng vào Tịnh Đông nha anh chị. Đó. Rồi bên kia là anh hồi nãy cái anh đó là nhân qua đường. Đó, kế xin đường bên kia. Nhân qua đường đây ngay bón ngay đây. Nhân qua đường kế xin đường bên kia đó anh chị tham em bón ngay đường quốc lộ 24B đây, đầu 12 thông Bình xã Tịnh Đông huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi đây. Anh chị mua vé số rồi ghé cho em mua ủng hộ nha anh chị. Em chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã theo dõi video của em. Chúc anh chị chiều hôm nay trúng số nha anh chị.